tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả Nancy. Và đây sẽ là vlog có hai nhân vật rất là đặc biệt, đó chính là Mi và Mo. Và ngày hôm nay, chủ đề gì mà liên quan mà lại có hai con Mimo? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người tips để chó mới làm quen với cả chó cũ như thế nào nhá. Tại vì đây là một cái kinh nghiệm mà mình nghĩ rằng là những bạn nuôi chó mèo ấy có thể là vẫn khá là gọi là lúng túng khi mà để cho các bạn ấy làm quen với nhau lần đầu tiên. Thế nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ với kinh nghiệm của mình cũng như là với cái mà mình đã đi tìm hiểu nhá. Ok, let's go. Đầu tiên đó chính là cho các bạn này làm quen mùi của nhau. Mùi của nhau có thể là mùi cơ thể này, mùi để chúng nó có thể làm quen dễ hơn. Chúng mình nên cho nó ngửi mùi nhau chứ đừng nên là kiểu xịt nước hoa xong cho nó ngửi cho nó thơm nhé. Tại vì sau đấy thì nó lại kiểu bị vỡ mộng ấy, tại vì là bạn kia thúi quá. Ok. Tip số 2 là khi mà mọi người cho các bạn ấy làm quen với nhau ấy, thì mọi người đừng bế hay là đừng bồng các bạn ấy lúc mà các bạn ấy đang làm quen nhau nhé. Thay vào đó thì mọi người nên là cho các bạn ấy thả các bạn ấy đi vòng chung với nhau, hoặc là ngồi với nhau ở một chỗ nào đấy thì các bạn ấy sẽ dễ làm quen với nhau hơn. Chứ mọi người ơi, được bế nhất là các bạn nào mà một bạn ở dưới một bạn ở trên thì càng khó hơn. Thế nên là mọi người hãy thả các em ý để các em ý có thể làm quen với nhau dễ hơn nhá. Số 3 là mọi người khi mà các bạn ấy đang làm quen với nhau thì đừng cho các bạn ấy đồ chơi hay là thức ăn. Tại vì là nó sẽ làm cho các bạn ấy bị sao nhãng, cũng như là có thể dẫn đến là giành giật nhau, giành nhau đồ ăn hoặc là giành nhau đồ chơi. Thế nên là khi mà làm quen với nhau thì chúng mình đừng nên mang đồ ăn hay là đồ chơi, mà sẽ cho các bạn ấy làm quen tự nhiên với nhau hơn. Tip số 4 là đừng để các bạn ấy làm quen với nhau quá lâu. Thực ra thì cái này ấy, tuy nó không phải là chỉ áp dụng với những bạn nào mà làm quen kiểu bạn bè với nhau ở ngoài công viên đâu, mà cho cả những cái bạn nào mà làm quen mà ở chung nhà với nhau ấy. Tại vì sao? Ở chung nhà tất nhiên là phải kiểu như là phải đi qua nhau suốt ngày rồi. Thế nhưng mà khi mà mới bắt đầu gặp ấy thì nên cho các bạn ấy gặp một lúc, sau đấy thì nên cho hai bạn ấy ra những chỗ riêng, sau đấy thì mình lại cho làm quen thêm một lần nữa. Cứ như thế thì các bạn ấy sẽ làm quen với nhau nhanh hơn, cũng như là sẽ không kiểu, tại vì quá lâu thì nó sẽ dẫn đến cái sự căng thẳng cho các bạn ấy. Thành ra thì cái điều đấy nó sẽ làm cho các bạn ấy khó làm quen hơn rất nhiều. Thế nên là chúng mình nên cho các bạn ấy gặp từ từ dần dần, sau đấy thì lại cho các bạn ấy sang một bên rồi gặp nhau thêm một lần nữa thì nó sẽ giúp cho các bạn ấy làm quen với nhau dễ hơn. Trời ơi, nhân tiện mình cũng kể luôn cho mọi người cái lần đầu tiên mà Mimo gặp nhau. Thì tại vì là mình nuôi Mo trước ấy, sau đấy thì mình cho Mi bay từ Hà Nội vào trong Sài Gòn. Thì lần đầu tiên chúng nó gặp á, phải gọi là con này, con Mi rất là run. Chính nhưng mà ngay lúc đầu là mình cũng phải cho vào lồng trước. Sau đấy thì bắt đầu là bế em ra cho hai em ngồi ở trên sofa. Cho em ngồi ở trên sofa xong hai em bắt đầu là ngửi mùi nhau, rồi là cũng ngửi được một lúc, xong rồi lại cho em Mi vào lồng. Cứ thế hai ba lần thì dần dần là các bạn ấy làm quen được mùi của nhau ấy. Thì bắt đầu là bắt đầu ngửi nhau quen thì là bắt đầu đi được bình thường. Đấy là cũng những cái tips mà ngay từ lúc đầu ấy mình cũng chưa tìm hiểu kỹ, mà cũng là do mình đã rút được ra từ cái kinh nghiệm của mình. Thế nên là may lúc đấy là chưa chọn nhau một tí nào. Đến khi quen nhau rồi thì... Cuối cùng, tip số 5 là một cái tip mà sẽ không dành cho các bạn cún mà sẽ dành cho chúng mình. Tại vì là sao? Khi mà cho các bạn cún làm quen thì chúng mình sẽ phải giữ cho bản thân phải bình tĩnh,
để khi mà có những trường hợp mà khi mà các bạn ấy làm quen với nhau ấy, nhỡ mà hơi xảy ra xô xát một xíu hoặc là như thế nào đấy thì chúng mình sẽ phải giữ bình tĩnh để mà kéo nó ra. Tại vì khi mà các bạn ấy đùa nhau ấy thì sẽ nhìn rất là giống cắn nhau, xoảng nhau. Thành ra là mình cũng phải bình tĩnh để phân biệt xem là các bạn ấy đang đùa hay là đang choáng nhau thật, để chúng mình có thể có cái xử lý kịp thời. Thế nên là mọi người cũng phải giữ cho bản thân mình thật là bình tĩnh nhá. Hay. Có phải đứa nào làm được cái đâu. Và mình mong là những bạn nào mà cũng đang nuôi thú cưng ấy thì xem sau cái video này sẽ có một cái kinh nghiệm, một cái tips nào đấy để mà sau khi mà các bạn có thú cưng rồi thì cũng sẽ không bị bỡ ngỡ như mình nhá. Và hẹn gặp lại mọi người trong các số lần sau. Mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Bye bye mọi người. Bye bye. Mình đâu ra bye bye mọi người đi mi. Bye bye. Bye bye. Bạn làm gì vậy?